Kính bạch sư, sư cho con hỏi, việc dân y tận tay có phước hơn hay là thí chủ dân y thì mới có phước? Vì con thấy các thí chủ dân y thì được chư tăng thọ dụng tận tay. Vì một lần con tham gia dân y tại một chùa Nam Tông, do lượng người quá đông và nhốn nháo, sư đọc chương trình cũng hơi gấp do thời lượng, thời gian có hạn để tới tiết mục khác. Con thấy các cô tu nữ ở ngoài cũng quạo và liếc cô kia, do cổ nói chuyện to quá ạ, làm cho con ngồi đối diện cũng rén, và y của các Phật tử chỉ xếp thành chồng. Xong có người đem vào bên trong, con có suy tư rằng vào dịp nào có dịp con tới thẳng chùa hoặc khóa tu ngắn ngày của sư, con đảnh lễ xong xin giới và dẫn y cho các sư được không? Lúc đó con cảm thấy hoan hỷ hơn nhiều so với tình huống con vừa gặp. Thì cái này nó sư nói thì giờ chùa thì vị nào nghe được thì cũng lắng nghe lời góp ý ha. Và sư cũng thấy đi nhiều buổi lễ dân y á, thì sư thấy cũng có vấn đề là mình làm lễ nhiều quá, cái lễ nó nhiều quá, nó dẫn tới cái chuyện là cái gì nó cũng gấp hết á, và nó thiếu đi cái sự nghiêm trang, cái sự mà nhẹ nhàng êm ái cần thiết. Nó dẫn tới cái gì? Ồn ào. Ồn ào là một. Cái thứ hai là nó thiếu đi cái sự tế nhị, thì nó không có hay. Rồi mình ham chi mà nó tiết mục cho nó cả đống, rồi mình dẫn tới cái chuyện là thời gian không kịp, rồi mình gấp rút. Cái vụ này quý vị nói là một nè, mà bản thân sư là ông sư thì sư thấy thêm một vụ nữa, đó là làm cho đã rồi xong rồi đó, chư tăng không có kịp thời gian để ăn nữa. Tức là mình thấy cái lễ á, nó quan trọng hơn là chư tăng, trong khi lẽ ra cái lễ là lễ của chư tăng thì chư tăng phải là trên hết, chư tăng phải là trên hết. Mà mình để sao mà mình thấy cái lễ là rốt cuộc là lễ dành cho Phật tử nó quan trọng hơn lễ cho chư tăng, lễ của mình nó quan trọng hơn thì nó không có nên. Thành ra là nên xét lại cái gì nó giảm được thì giảm, cái nào mà bỏ được thì bỏ, nào rút ngắn được thì rút ngắn, để cho cái lễ á, nó tốt hơn, để Phật tử họ tới họ hoan hỷ, chứ còn tới gì đâu mà như là nó chụp giật thì nó không có nên. Còn cái chuyện mà quý vị bố thí cúng dường á, thì quý vị làm sao mà quý vị cảm thấy hoan hỷ là được. Quan trọng là mình bố thí cúng dường mình có hoan hỷ hay là không. Với nhiều người thì cái việc mà đội y dân y để mà đi nhiễu Phật ba vòng rồi sau đó cúng dường thì các vị đó hoan hỷ. Thì có những vị thì thấy cái chuyện mình đem y tới mình dâng tận tay một vị nào đó hoan hỷ hơn, thì tùy thôi. Khi nào mình hoan hỷ với cái nào thì mình làm cái đó.